Đau khổ vậy anh. Đây là video là sửa dài tại rừng, không, sửa dài tại bờ sông. Bể mất mẹ miếng nè. Nó nứt mẹ nó luôn rồi. Nứt đường ở đây luôn rồi nè. À, trời trời. Anh đi nặng lắm không anh? À, dân chuyên nghiệp mấy bạn thấy không? À. Dân chuyên nghiệp mang già là phải nát, phải bể vậy đó. À, bể. Nứt một đường luôn. Đây là cái đôi giày mà mình, cái đôi giày cào cào thứ hai mà mình mua, thứ ba chứ. Đầu tiên là cái đôi Skoiko. Cái đôi Skoiko sau đó nó cứng quá cho nên là mình đổi qua cái đôi Revit. Nhưng mà thấy nó muốn nát mẹ nó rồi. Cái đế còn xài được chứ cái thân xài được. Cái đôi là đôi thứ ba rồi. Đôi đầu tiên mua là Skoiko thì Skoiko nó hơi bị cứng cho nên là mình đổi qua cái đôi Revit Trail H2O. Thì cái đôi Revit nó dạng như là giày ADV chứ không phải giày cào cào cho nên là nó thấp hơn một chút xíu. Với lại mang cái đôi đó cảm giác nó mềm quá cho nên vẫn sợ. Cái đôi này thì nó vừa đủ mềm, nó không quá cứng. Với lại nó chống thấm khá là tốt. Vừa đủ linh hoạt móc số được tại vì nó có khớp. Cái đôi này đầu tư đâu khoảng gần chục triệu. Mới xài được có 2 năm thôi. Thì bữa nay là nó nứt mẹ nó rồi. Chắc cái này lấy về lấy keo keo AB, chó anh. Keo KAB á, chứ keo chó nghĩ không được đâu. Nhìn cái đôi này có vẻ là mình chạy dữ lắm nhưng mà không phải. Linh chỉ là người đi chụp hình với quay phim thôi. Chứ chạy không phải ai hết trơn á. Mấy cái người chạy dữ á là giày không có bị hư tại người ta không té. Theo đúng cái hướng dẫn sử dụng là không có để giày ra ngoài ánh sáng. Tại vì ánh nắng mặt trời nó làm mục mấy cái nhựa này. Cho nên cứ đi về là bỏ vô bọc luôn. Có giặt. Giặt xong rồi mới bỏ vô bọc thì không, nói chung là bọc đen không cho nó tiếp xúc với ánh nắng. Nhưng mà bây giờ mới có 2 năm thôi mà mình không có đi nhiều tới cái mức đó. Đúng là té nhiều nhưng mà mấy cái cú té của anh đó là té tốc độ thấp chứ nó cũng không có phải là chạy 7-80 gì mà té. Mấy cái người chơi chuyên nghiệp sau này á, hồi xưa cái thời CD qua rồi em thấy bây giờ mấy ông ăn mang Alpha Star không à. Anh Ninh cũng mang Alpha Star Tech 10 luôn. Bốn cái ông khách bữa đi tour với em á, chạy chuyên nghiệp, chạy 450 chuyên nghiệp á, cũng mang Alpha Star luôn. Cái này là cái mẫu đang mang là CD Crossfire 2 phải không? 2. SRS là cái đế thay được. Chưa kịp thay đế hư mẹ cái giày. Thật ra là thấy nó cũng đáng hả? Tại vì té cũng nhiều, anh té cũng nhiều. Mặc dù là mình không có chạy nhanh với là không có máu lửa. Nhưng mà những cái lần mà té chẳng qua là đu bơi với lại mấy cái người mà chạy nhanh á. Thế còn là do là mình không có đủ kỹ thuật, mình chỉ là cái thằng đi chụp hình thôi. Mấy lần mà thấy mấy anh chạy thì máu quá mới là tăng ga rượt theo là này nọ thì mới dễ té. Thì té là mà té mấy cái khúc đó thôi à. Chơi cào cào á, chạy xe cào cào thì tỷ lệ té là nó cao hơn. Thực ra là nó cao hơn, nó dễ té hơn. Nhưng mà cái tốc độ mình té thì đó mình chạy chậm chậm mình té thôi à. Chứ còn mà chạy cỡ 100, 120, 100 hơn ở trên đường nhựa mà té thì chôn. Thì thôi rồi. Thì thôi. Thái làm gì vậy em? Em làm gì vậy? Anh nghĩ là em lên không nổi đâu, tại vì cái gầm nó vướng rồi. Bây giờ cần tiếp không? Không, em tự làm được. Đố anh biết giờ em sẽ làm gì? Làm gì? Không. Em sẽ dắt nước từ giới của em ra. Hôm nay chưa mưa đó nha. Ra rồi. Đôi này thì mình mang chắc khoảng được hơn 1 năm rồi. Cái tần suất sử dụng thì chắc cũng nhiều á. Ít nhất cũng phải 3-40 lần. 3-40 tour hả? 3-40 tour. Cái đôi này giá tiền của nó chỉ có khoảng tầm hơn 3 triệu thôi.
là bằng khoảng nửa rồi này hả? 3 triệu hả? Theo mình cảm nhận ban đầu đi hơi khó vì nó cứng, hơi cứng, nhưng mà sau khi bạn sử dụng một hai lần, mình sử dụng một hai lần rồi thì mình thấy nó nhẹ. Nó nhẹ ở cái phần móc số nè, móc lên nó cũng nhẹ hơn vì cái chỗ này nó mềm rồi. Đó là đạp thắng cũng thoải mái. Và quan trọng là mình thích cái chỗ này nhất. Cái phần này nè, nó kẹp vô cái phần hai cái lốc máy á, chắc hơn mấy cái mẫu CD mình mượn anh Linh mình mang thử một lần rồi. Nhưng mà thấy nó không có bám bằng, thằng này bám hơn. Nhưng nói về giá tiền thì chưa bằng phân nửa đâu. Chưa bằng phân nửa của đôi này. Mà cái độ bảo vệ thì mình không biết về độ bảo vệ nó có bằng hay không, nhưng mà mình thấy an toàn, an tâm khi mình có đôi giày này mình chạy xe. Cái việc mà chơi chạy cào cào mà ở cái tần suất mà gọi là chỉ là chơi mà không phải là quá chuyên nghiệp, bay nhảy nhiều á, thì mình thấy đôi giày 3 triệu mấy bỏ ra rồi khá là xứng đáng. Cái đôi này nó nặng hơn đôi này nha, gần gấp đôi. Đôi này tới 5 kg 4 kg 7, trong khi đôi này có 3 kg thôi. Thì đi bộ đôi này nó đỡ mệt hơn đôi này thật, nó nhẹ hơn nhiều. Theo mình đã từng mang hai đôi rồi thì mình thấy á, là cái đôi CD á thấm nước, nhưng mà cái phần kháng nước của CD á thì nếu mà nước nó ít chỉ văng thôi á thì nó không có vô được bên trong. Còn thằng này nước vừa văng lên là vô liền luôn. Nhưng mà được cái là thằng này nước vô được thì nước ra được, nó thoát nước nhanh hơn. Tóm lại bỏ ra một số tiền lớn, đâu đó 10 triệu để có một đôi CD, và 3 triệu mấy để có một đôi Fly Racing. Sự lựa chọn rất là xứng đáng. Thì 3 triệu mấy để sở hữu đôi giày Fly Racing này trong vòng hơn một năm qua mình mang, mình thấy nó hoàn toàn xứng đáng với giá tiền mà mình bỏ ra. Lý do tại sao mình phải mang giày bảo hộ này, vì mình đã từng bị một chiếc xe ngã từ phía trên cầu xuống và nó đè ngay chân, rất là đau, đau không thể nào diễn tả được hết. Chơi cào cào là phải té rồi. Cái chân á là cái bộ phận mà mình dễ bị thương nhất, lật xe ngang là mấy bạn phải chống chân xuống đầu tiên rồi. Thì các bạn chơi ở cái mức độ nào dù dễ hay là khó thì các bạn vẫn phải mang giày bảo hộ. Nếu mà bạn chưa có giày cào cào thì có thể mấy bạn có thể mang được bất kể những cái loại giày bảo hộ nào, miễn là phải có giày bảo hộ lao động cũng được nữa. Mình là Thái, làm việc tại tonic.vn. Tụi mình rất là thích những cái môn thể thao như là cào cào này. Tụi mình muốn có thật là nhiều những cái bạn trẻ tham gia được những cái môn này như tụi mình. Nếu mà bạn là người chưa từng chạy cào cào hoặc là người đang có ý định tìm hiểu về bộ môn này thì các bạn có thể like, share và subscribe để biết thêm được nhiều thông tin, xem mình có thật sự thích và đam mê về cái bộ môn này không, nó có phù hợp với mình không. Cảm ơn các bạn.